Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay. Thưa quý vị, những năm qua, bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử tại Bà Rịa Vũng Tàu được duy trì tại các huyện, thị, thành phố với các câu lạc bộ đờn ca tài tử hoạt động. Đã có rất nhiều nghệ nhân, người mộ điệu tâm huyết tham gia, góp phần tạo dấu ấn riêng cho từng vùng đất. Sau đây là ghi nhận về câu lạc bộ đờn ca tài tử thành phố Bà Rịa. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thành phố Bà Rịa hôm nay, với những đổi thay từng ngày, với những công trình mới, những con đường thoáng rộng, cùng với không gian xanh yên bình. Dù khác xưa nhiều, cuộc sống của bà con có thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, người ta yêu Bà Rịa không phải ở cách sống đổi mới tân thời, mà ở đây vẫn còn không ít người luôn gìn giữ, bảo tồn những giá trị truyền thống, không để bị mai một. Không xa trung tâm thành phố, mọi người có thể ngắm những cánh đồng xanh mướt, những vườn cây trái xum xuê trĩu quả hay những căn nhà xưa cũ gần 100 năm tuổi vẫn không thay đổi. Đặc biệt hơn là đến với Bà Rịa, người ta còn lưu luyến bởi lời ca tiếng đờn của bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử. Một nét văn hóa truyền thống mà có rất nhiều người yêu thích. Dù cuộc sống còn những bận rộn lo toan, nhưng vào những đêm trăng sáng, những dịp lễ Tết, lúc gặp gỡ nhau, các nghệ nhân lại cất cao những lời ca phục vụ cộng đồng, phục vụ khán giả mộ điệu. Cái bộ môn đờn ca tài tử hiện nay thì phong trào nó rất là lan tỏa. Những lời ca tiếng hát trong cái bộ môn này nó làm cho con người nó thư giãn, bay bổng, hòa lòng mình vào tiếng ca. À, chính vì vậy bản thân tôi đã yêu bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử này. Mỗi khi mà cất lên lời ca tiếng hát thì cảm thấy trong lòng rất là vui khi mình thực hiện được cái bài hát mà mình vừa học xong. Đây là căn nhà của chú Nguyễn Văn Minh, một cán bộ về hưu ở xã Long Phước. Năm nay ông đã ngoài 70 tuổi, nhưng luôn cháy với những đam mê, yêu thích bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử. Vậy nên, từ nhiều năm qua, căn nhà ngói đỏ ba gian của chú đã trở thành nơi sinh hoạt của câu lạc bộ đờn ca tài tử thành phố Bà Rịa. Cứ định kỳ hàng tháng, các nghệ nhân đờn ca tài tử, người mộ điệu lại đến nhà của chú Minh để giao lưu gặp gỡ. Mỗi khi có chương trình, chú Minh luôn tạo điều kiện cho câu lạc bộ và các tài tử thành viên giao lưu ca hát, học hỏi kinh nghiệm. Bên bàn trà, các nghệ nhân cùng chia sẻ những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, về vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu, gian lao mà anh dũng, về tình yêu đôi lứa, tình làng nghĩa xóm và những tình cảm của con người trong cuộc sống lao động cần lao. Ôi anh hình mẹ vợ. Trong cõi xa xăm nghe gió giọng ngát ngào tình thân, sang mãi tình người còn ghi khắc trong tâm. Câu lạc bộ đờn ca tài tử thành phố Bà Rịa được thành lập hơn 15 năm, hiện có hơn 30 nghệ nhân tham gia ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tất cả đều có chung một niềm đam mê ca hát và yêu thích bộ môn đờn ca tài tử, dành nhiều tâm huyết cho hoạt động của câu lạc bộ. Các thành viên luôn tranh thủ luyện tập, chuẩn bị cho các chương trình giao lưu hoặc hội diễn một cách chu đáo,
đem hết tâm tình gửi vào những bài bản của bộ môn nghệ thuật này. Trong các nghệ nhân tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ đờn ca tài tử thành phố Bà Rịa, có người hát được các bài bản tổ, hát vòng cổ nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32, các điệu lý, quán phụ, bài quán biến thể. Riêng nghệ nhân chơi đờn thì có thể sử dụng được các loại đờn guitar phím lõm, đờn sến, đờn bầu. Mỗi buổi sinh hoạt của câu lạc bộ đờn ca tài tử, những lời ca tiếng nhạc khi cất lên đưa người nghe từ cung bậc cảm xúc này đến cảm xúc khác. Từng giọng ca ngọt ngào sâu lắng của mỗi tài tử thả hồn vào từng tác phẩm như nói hộ tiếng lòng cho biết bao người. Cũng đã thành lập những cái đội nhóm các câu lạc bộ tại đơn vị xã phường. Bên tỉnh thì cũng đã hỗ trợ là các cái nhạc cụ âm thanh, rồi những cái bài bản, những sáng tác, những lời mới. Trong thời gian tới thì tôi nghĩ là để mình duy trì và phát triển cái bộ môn đờn ca tài tử thì ở thành phố Bà Rịa, cái thứ nhất là chúng ta cũng phải đầu tư về cái thứ nhất là về kinh phí, cái thứ hai nữa là về cái điều kiện là về cơ sở vật chất, cái thứ ba nữa là chúng ta cũng sẽ tham dự hoặc là mở những cái lớp mà dạy đàn, những lớp mà dạy ca về bộ môn đờn ca tài tử, thì để từ đó để chúng ta đào tạo thêm một cái thế hệ phía sau để kế thừa cái và phát huy giữ gìn cái đờn ca tài tử của mình. Lòng đam mê đối với bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử của các thành viên, đặc biệt là được sự chia sẻ, hỗ trợ của các ngành các cấp thành phố Bà Rịa đã tạo điều kiện cho câu lạc bộ hoạt động phát triển, cũng như lòng mến mộ của khán giả mộ điệu đã góp phần giúp các nghệ nhân của câu lạc bộ đạt các huy chương vàng, huy chương bạc ở nhiều thể loại trong những lần liên hoan đờn ca tài tử toàn quốc vào các năm 2015-2017. Mới đây, tại hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 11 năm 2021 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Câu lạc bộ đờn ca tài tử thành phố Bà Rịa đã đạt giải A toàn đoàn và là một trong 3 đội xuất sắc nhất của hội thi. Cùng với các câu lạc bộ khác trên địa bàn tỉnh, sự cố gắng nỗ lực hết mình của câu lạc bộ nghệ thuật đờn ca tài tử thành phố Bà Rịa đã góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và đưa bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử ngày càng phát triển sâu rộng trong cộng đồng. Thưa quý vị, chương trình Văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.